Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nha Mini. Thì tôi nghĩ là cái thử thách này nó cũng sẽ hơi khó khăn á, nhưng mà chắc là làm được. Ok, cố gắng lên nha. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu khởi động cái máy chạy bộ của tôi lên. À, đây là nút on nè, bắt đầu. Rồi, rồi, nó bắt đầu di chuyển rồi Mini ơi. Ok, bây giờ thì tôi sẽ phải vừa đi bộ như thế này và vừa chơi bắt cua. Và nếu như mà tôi chỉ cần té một mạng thôi là tôi sẽ phải tăng thêm một tốc độ. Rồi, tí nữa có khi nào nó tăng lên 30 km trong một giờ tôi chạy sắp mặt luôn rồi. Ok rồi, bắt đầu nha, let's go. Rồi, ok, bây giờ tôi sẽ vào trong trò chơi nè, phần cộng đồng nè. Tôi là tôi mới vừa phát hiện ra ở trong cái game mất này các bạn có một cái này rất là hay, đó chính là nó có những con map mà các bạn chỉ cần ghi tên ra thôi thì nó sẽ có những con map giống như vậy. Ví dụ như mình tìm con map Minecraft đi, hiện tại ở trong game này á là đang có rất là nhiều những con map Minecraft khá là hay. Và tôi sẽ thử chơi bắt cua trong những con map Minecraft này nha. Ok, rồi, con map đầu tiên đây, map Minecraft đầu tiên. Tính ra tôi vừa đi bộ như thế này mà vừa nói chuyện với bạn cho nên là có nhiều lúc tôi sẽ hơi mệt xíu, mấy bạn thông cảm nha. Vì cái cảm giác mà mình vừa chơi bắt cua mình vừa đi bộ lạ thật sự. Ok rồi, đi chơi chơi chơi, bây giờ té phát là coi như toang luôn đó Phong ơi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, nhảy ra nhảy ra nhảy ra. Rồi ok rồi, bình tĩnh, từ từ, cứ từ từ thôi, không việc gì phải gấp. Ê, tính ra là mình vừa đi bộ như thế này mà mình phải vừa chơi game á bạn, là cái đầu của mình nó không thể nào mà nó chia ra làm hai được. Nó trời ơi, Shiba. Đó bạn thấy không, mình mà vừa chơi game mình vừa đi bộ như thế này á là mình sẽ không thể nào mình tập trung vào trong một thứ được. Bây giờ mình mà chơi game thì mình sẽ quên đi bộ, mà mình quên đi bộ là mình sẽ té sấp mặt. Mà mình đi bộ mà mình không chơi game thì cũng không được. Ok, thua rồi, tăng một nấc. Ui, nó nhanh hơn nha mọi người. Người coi nó nhanh hơn rồi mọi người. Nó nhanh hơn rồi nha, nó nhanh hơn rồi nha. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Thử thách này coi bộ khó nha chứ không phải dễ nha mấy ní. Ok. Rồi 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 rồi, lại nè, nhảy nè. Ok, bình tĩnh bình tĩnh. Cứ từ từ nha Phong. Cứ từ từ thôi, từ từ thôi. Đừng vội. Vội là toan luôn đó. Ok, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Rồi, cố lên cố lên cố lên. Đừng để thua. Ok. Rồi, may quá. Tiếp 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 tiếp. Này là gì đây? Này là gì đây? Ui, cái này là mấy cái gai từ bên dưới đất trồi lên. No, cái này có bộ khó à, cái này có bộ khó à. Ấy da, đó, trời ơi, hang rồi đó. Đừng để thua nha Phong, đừng để thua. Hi, hi. Ôi trời ơi, hi, ôi trời ơi, tôi bị dính mấy cái gai này là tôi sẽ bị mất máu. Hy vọng là tôi sẽ không bị thua. Ok, mày quá, qua được, qua được. Tính ra vừa đi bộ này, mà vừa chơi game nó mệt thật sự luôn các bạn. Rồi, 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 một chút nữa, nhảy nè. Rồi, ok, rồi, ok, nhảy qua đây nè. Rồi, lưu điểm hồi sinh. Yes, yes, yes. Mới tăng lên có gọi là bậc 2 thôi, cho nên là tôi nghĩ rằng là tốc độ thế này tôi vẫn có thể gọi là kiểm soát được, hiểu không? Tí nữa mà tăng lên đến cấp độ 10 chắc là tôi chạy mệt luôn á. Thôi xong rồi, không tập trung, té rồi. Tăng thêm một cấp độ. Rồi rồi rồi, nó nhanh hơn rồi bạn ơi. Nó nhanh hơn rồi, nó nhanh hơn rồi. Rồi không sao cả, không sao cả, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Hơi nhanh xíu thôi, không sao cả. Nhảy này, nhảy đây. Ê! Trời ơi, tại sao té được phá đó vậy trời? Tăng thêm một cấp độ. Đó, 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 bây giờ là bắt đầu là đúng nghĩa là chạy luôn rồi các bạn. Bây giờ đúng nghĩa là chạy luôn nè, chứ không có còn đi bộ nữa nha. Bình tĩnh, bình tĩnh, đoạn này phải bình tĩnh. Đoạn này phải bình tĩnh. Ok, chuẩn bị nè. Nhảy. Thôi, 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 qua được, qua được, qua được, qua được. Qua được, qua được, qua được, qua được. Nhảy tiếp nè. Ok, yes. Rồi, đến đoạn này là gì đây? Ui, con rồng Ender. Wow. Ơ nhưng mà khoan từ nha, cái đoạn con rồng Ender này có bộ khó nha. Tôi thấy cái đoạn này có bộ khó nè. Phải bình tĩnh. Phải mệt quá. Vừa đi bộ vừa quay thế này mệt quá bạn ơi. Ok rồi, cái cánh của con rồng to hơn nè, cho nên tôi nghĩ là tôi sẽ nhảy lên cái cánh của con rồng đi cho chắc ăn. Ok, nhảy lên cánh của con rồng. Rồi, đi bộ theo cái cánh của nó. Rồi, 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 rồi. Trời ơi, cái con rồng này nó xoay nhanh quá bạn ơi. Mình mà đi bộ chậm một xíu thôi là mình bị té liền. Trời ơi. Tăng thêm một cấp độ. Tăng thêm một cấp độ nha. Rồi. Ui ui ui, cấp độ này bây giờ hiện tại đang là cấp độ 4 rồi, mới cấp độ 4 rồi hay sao á. Ok. Rồi rồi, không sao không sao. Rồi. Mấy bạn thấy tôi đang run người liên tục á bạn, tại tôi đang chạy á các bạn. Tôi sẽ phải vừa chơi, tôi vừa chạy cho nên là tôi sẽ di chuyển nó hơi khó khăn xíu, các bạn thông cảm nha. Ok. Không sao không sao. Cố lên cố lên. Cố lên Phong ơi. Cố lên cố lên. Vì body sáu muối. Vì body sáu muối. Ok ok. Trời ơi, cái cánh con rồng nó xoay nhanh quá, không thể nào qua được. Tăng thêm một cấp độ. Toan rồi, kiểu này là toan rồi. Kiểu này là xong rồi, sau video này là coi như là giảm cân thành công luôn rồi. Cái con rồng Ender này khó qua quá bạn ơi. Ê, cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy? Cái đó là con rồng Ender nó tự xoay, nó tự kéo tôi qua nha, chứ không phải tôi té nha. Nhưng mà thôi, hồi nãy tôi bị té rồi cho nên tăng thêm một cấp độ nữa. Chết rồi, tốc độ như thế này nhanh quá, không thể nào kiểm soát được rồi. Tốc độ nhanh quá, tốc độ nhanh quá. Ok. Rồi rồi. Cố lên, không sao cả Phong ạ. Không sao cả Phong ạ. Làm được mà, làm được mà.
chắc tôi là một trong những YouTuber có content độc lạ nhất Bình Dương. Đúng thiệt là YouTuber sinh ra tại Bình Dương, độc lạ Bình Dương thật sự. Ok, rồi. Rồi, cố lên. Lần này phải được. Lần này không được té nữa. Yes, qua được. Để tôi cho mấy bạn xem tôi đang như thế nào nè. Mấy bạn nhìn thấy tôi đang chạy không? Hiện tại bây giờ tôi đang phải chạy luôn á bạn. Tại vì cái tốc độ của nó khá là nhanh rồi, chứ không phải là chậm nữa đâu nha. Trời ơi mệt quá, tôi muốn tắt thở luôn á bạn. Không sao cả, chỉ cần vượt qua được con map này thì chúng ta sẽ có thể reset lại từ đầu. Lần này không phải để té lần nào nữa nha. Té thêm lần nữa là toang luôn á, chạy không nổi đâu. Ok, rồi qua đâu. Tiếp tục. Mệt quá. Trời ơi là trời. Tính ra là bạn nào mà gọi là làm YouTuber á, mà bạn ngồi nhiều á, các bạn cũng có thể làm theo giống như tôi nè. Đó, content này hơi bị hay luôn đó. Mệt quá, từ nãy giờ tôi đổ mồ hôi rồi đó mấy bạn. Tôi đang hy vọng thắng con map này nhanh để tôi được reset lại từ đầu. Chứ đi với cái tốc độ này riết chắc tôi nữa, chân tôi gãy luôn á. Từ nãy giờ bọn mình đã đi bộ được 8 phút rồi nha các bạn nha. 8 phút với cái tốc độ như thế này cũng hơi mệt đó. Nhưng không sao, nhảy tiếp nào. Ui, cái này là nguyên một cái kiếm kim cương luôn. Khoan từ, cái này nó xuống xoay giống con rồng Ender nè. Mình phải để từ từ, các bạn hiểu không? Không nên vội, mình mà vội là mình bị té liền. Mấy bạn nghe giọng của mình đang mệt lắm đúng không các bạn? Cố lên nè, chuẩn bị nè, cái kiếm nó xoay qua là chạy qua luôn nha Phong ơi. Rồi, chạy, nhanh lên, chạy đi. Ok, nhảy. Ôi, qua đây. Cái này là mấy cái rương ở trong Minecraft nè. Trời ơi, tôi mệt quá các bạn ơi. Ôi, à, Duwin đích đến ở trước mặt rồi các bạn. Mình làm được mà, nhảy xuống đó. Ui, cái này là lava hả? Cái này là lava, không được đụng vô mấy cái lava này. Vậy là mình sẽ phải nhảy qua mấy cái ô này. Ui, trời ơi, nhảy sao mà cũng bị chạm vậy? May quá, vẫn chưa thua. Yes! Tôi làm được rồi! Dừng lại, mệt quá mấy bạn ơi. Sau cái video này, tôi sẽ lên trên cân để tôi cân thử coi tôi đã giảm được bao nhiêu ký. Nói chung là cái thử thách này á, nó cũng dễ thôi, không gì là khó cả, hiểu không? Mấy bạn có cái thử thách gì khó hơn không? Ví dụ như là vừa hít đất vừa chơi game cái này. Thì bạn nhớ comment xuống bên dưới tôi biết nha. Trời ơi, chứ cái chạy bộ này thấy bình thường mà. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với con map tiếp theo nha bạn nha. Let's go. Ok mấy ní, bây giờ chúng ta sẽ đến với con map tiếp theo. Vẫn tiếp tục là một con map Minecraft. Đằng sau lưng của tôi là có rồng Ender, có dân làng với lại một con heo và một con creeper đang đứng để cổ vũ cho tôi. Để cổ vũ cho Phong cận giảm cân. Rồi, vô nè. Tôi không thèm nghỉ mệt luôn bạn ơi. Tôi hồi nãy là tôi mới chạy xong, giờ tôi vô tôi chơi tiếp luôn. Khỏi cần nghỉ mệt. À, mấy bạn mà nghe tôi thở nhiều quá thì mấy bạn thông cảm cho tôi nha. Trời ơi, tại chơi cái này nó vừa phải chơi vừa chạy bộ mệt lắm mấy bạn ơi. Rồi thua rồi, tăng thêm một nấc. Cũng bình thường thôi, mấy cái thử thách này làm sao làm khó được Phong cận TV. Ủa, hình như là mấy cái quả TNT này tôi nhìn nó hơi nghi nha các bạn nha. Nó có nổ không vậy? À không, nó không nổ bạn ơi. Rồi may quá. Rồi, mấy cái bánh kem này á thì... Ủa, tôi tính nói là mấy cái bánh kem này thì cũng dễ thôi, ai dè đâu lại té luôn các bạn ơi. Thôi, tăng thêm một nấc nữa. Tôi cá chắc là ở đây từ nãy giờ có nhiều người đang rất mong chờ tôi đến khi nào tôi tăng lên được cái nấc 10 luôn đúng không? Tôi tăng được cái nấc 10 là tôi chạy kiểu... Rồi, để xem coi. Hy vọng là lần này sẽ không té nữa. Rồi, nhảy qua nè. Quá điêu luyện luôn. Quá đỉnh cao luôn. Rồi, chỗ này là con gì đây? Con này là con gát trong Minecraft. Ui, cái con gát này nó di chuyển nhanh thế. Mình phải nhảy theo nó đó. Ui, có trực té. Ui, có trực té. Xíu nó té nè. Ui, mày quá. Không té. Còn con này nữa, còn bên này nữa. Còn con bên này nữa. Nhảy qua luôn. No! No, đừng té. Yes! Không té, bạn thấy không? Không té. Ok. Ủa, khoan từ. Đoạn này hình như là kết thúc map luôn rồi hả? Sao map này ngắn quá vậy? Đây có con bò nè, con axolot nè, con gà trong Minecraft nè. Ủa, sao mà map này ngắn quá vậy? Map này hơi ngắn các bạn ạ. Chúng ta đến với map tiếp theo nha. Let's go. Tôi phải đi lấy một ít khăn giấy, tôi lau mồ hôi đã các bạn nhìn nè. Người tôi bây giờ đầy mồ hôi luôn rồi các bạn ơi. Mệt quá. Nói chung là từ nãy giờ chạy bộ cũng được 15 phút rồi các bạn ạ. Từ nãy giờ bạn xem video bạn thấy ngắn lắm đúng không? Nhưng mà thật ra mình chạy được 15 phút rồi đó các bạn. Rồi, vô luôn nè. Chần chờ cái gì nữa, mặc kệ luôn. Mấy bạn đang chờ cho tôi gọi là chạy mức 10 đúng không? Nhưng còn lâu đi. Phong cận TV không thể nào dễ dàng thua vậy được các bạn hiểu không? Rồi, ở chỗ này là gì đây? Mấy con nhện trong Minecraft hả? Mà hình như mấy con nhện này nó vô hại, nó không tấn công mình. Ok, không sao cả. Mình đang đi bộ ở mức 1 cho nên là khá là đơn giản. Cái chỗ này là mấy khối đất ở trong Minecraft nè. Ok, nhảy qua luôn. Rồi. Ui, Lucky Block trong Minecraft. À, hy vọng rằng Lucky Block sẽ không khiến cho mình xui xẻo. Ê! Mới vừa nói luôn mày đi. Nhưng mà lần này tôi chơi lớn hơn, tăng 2 nấc luôn. Đó, cho mấy bạn coi, cho mấy bạn gọi là mấy bạn nể hiểu không? Chứ không mấy bạn kêu là trời anh Phong còn gà quá, nhảy gì ta chạy gì đâu, chạy có xíu. Trời ơi, tôi tăng lên 2 nấc luôn là hiện tại tôi đang chạy ở trong mức 3 đó bạn. Mức 3 này cũng bình thường thôi. Vẫn chưa kinh khủng lắm, chừng nào lên mức 5 á nó mới kinh khủng các bạn ạ. À, cái này là mấy cái que trong Minecraft nè. Bây giờ phải
đi bộ trên máy que này như thế này đúng không? Ok, chậm mà chắc, không nên đi nhanh các bạn ơi. Ở tính ra là trong game là tôi đang đi bộ, ở ngoài đời tôi cũng đang đi bộ luôn các bạn. Tôi cảm giác nó giống như là tôi đang là con nhân vật ở trong game vậy đó. Rồi chừng té Phong ơi, từ từ thôi, chậm mà chắc. Mấy bạn có thấy mồ hôi của tôi nó rơi xuống từng giọt không các bạn? Hồi nãy có mấy giọt mồ hôi của tôi rơi xuống. Ôi, cái gì đây? Creeper trong Minecraft, mấy con này nó có tấn công mình không vậy? À không, nó đứng im thôi, đứng im thôi, nó xoay vòng tròn, nó đứng im thôi. Không sao, mày quá nó chỉ đứng im thôi các bạn ơi. Ê nhưng mà cái vụ đụng với nó có sao không ta? Mình có nên đánh đổi một chút để mình test thử không các bạn? Đây để mình thử nha, đụng với nó sao? Ê, đụng với nó là sẽ thua. Tôi có tưởng đụng với nó là nó sẽ nổ chứ chứ. Trời ơi, tôi tưởng là đụng với con Creeper thì nó sẽ nổ cái đùng luôn chứ. Ai dè đó nó chỉ gọi là bị đăng xuất khỏi trái đất thôi chứ có không có gì hết trơn á. Tăng thêm 2 nấc nữa. Rồi, bình thường. Rồi, tôi cho con nhân vật trong game của tôi chạy không à. Đó, tôi chạy nhân vật trong game của tôi cũng đang chạy thấy không? Sau cái đoạn này là cố gắng đừng để té nữa nha. Té là toang luôn đó. Ok. Rồi, cái này map này dễ, cái map này dễ bạn ơi. May quá, tìm được đúng ngay cái map dễ luôn. Rồi, nhảy qua nè. Rồi, ở bên đây thì sẽ là những con Axolotl ở trong Minecraft. Nhảy qua. Ok, bên này là cúp ở trong Minecraft nè. Tiếp tục. Ủa, khoan từ, hình như là đến đoạn này là thắng luôn rồi đúng không? Ủa, cái map này sao cũng ngắn quá vậy trời. Bây giờ thắng một màn, chuyển map thì lại chạy lại từ đầu thì nó hơi chán. Bây giờ tôi sẽ chơi map tiếp theo, nhưng mà tôi vẫn sẽ chạy như thế này luôn. Tôi vẫn sẽ giữ tốc độ luôn nha, tôi không reset luôn nha bạn. Rồi, để coi con map này có làm khó được anh Phong cận TV không nha. Rồi, ở trong đây thì chúng ta đang thấy là ở đây là có con golem ở trong Minecraft nè. Đấy, vô luôn. Rồi, vô rồi nè. Map này đẹp nha. Xây có thêm cả logo Minecraft cái kiểu đó nè. Map này có bộ đẹp đấy. Ok. Ui con bò trong Minecraft. Ui con nhện di chuyển được. Ui con nhện di chuyển được nha mấy ní. Tôi cứ tưởng nó không di chuyển được chứ. Tôi nghĩ là tăng một nấc thôi nha bạn, chứ hai nấc chạy không nổi đâu. Đến đoạn này là map khó rồi, tăng một nấc thôi nha. Map hồi nãy dễ thì tôi tăng hai nấc, map này khó thì tôi tăng một nấc thôi. Ok, kệ nó không sao cả. Mấy con nhện này đuổi đi, mấy con nhện đuổi đi, đuổi anh hộ cái. Bởi vì anh là ai? Anh là Phong Cận TV, anh không sợ gì cả. Nhảy qua đây nè. Ok, rồi qua cái cổng này là đến map tiếp theo đúng không? Rồi qua map tiếp theo. Map tiếp theo là những con slam. À, bắt cua trên đầu mấy con slam hả? Ui, cái này nó tưng mình lên được nè các bạn. Wow. À đúng rồi, con slam là nó té đúng rồi. Tăng thêm một nấc nữa. Thời luôn á, ông nào đưa cho tôi cái thử thách này đúng ác thật sự luôn á. Khổ thiệt sự. Nhưng mà không sao, thử thách kiểu này nó mới đã, chơi vậy phải nó phải gọi là khó vậy nó mới vui, bạn hiểu không? Đó, rồi, tiếp, coi chừng té. Coi chừng té Phong ơi. Ok. Coi chừng té nha. Rồi, ui đến đoạn này khó nè, đoạn này nhảy sao ta? Đoạn này tưng nhưng mà nó không tưng được cao đâu. Không sao cả, mình sẽ đứng gần chỗ này. Rồi nhảy lên. Ok. Qua được không? Ui qua được, may quá. Sợ không qua được các bạn. Rồi tiếp. Rồi. Sắp được rồi. Sắp đến đích rồi. Cố lên, sắp đến đích rồi. Rồi, qua. Yes. Ok. Đến với map tiếp theo. Mấy bạn nhìn mồ hôi của mình nè. Quá trời quá đất luôn. Kỳ này là giảm cân thành công luôn các bạn. Rồi ok, map tiếp theo là những con ong ở trong Minecraft. Nếu như các bạn nào không biết thì tối hôm qua là tôi với lại Kyron, Simi và Sammy bọn tôi mới vừa đi quay clip về. Không phải đi quay phim nữa, mà đi chụp ảnh cho Simi á bạn. Xong rồi về bọn tôi có đi ăn thịt nướng. Thì lúc mà đi ăn thịt nướng về xong rồi tôi đi ngủ luôn. Cho nên là bây giờ tôi thấy cái bài tập như thế này khá là hợp lý nè đó. Để tiêu cái bữa thịt nướng ngày hôm qua của tôi. À, tôi hết thấy đường được rồi các bạn ơi. Mồ hôi mồ kê nó đang chảy khắp mặt tôi rồi. Mồ hôi nó che hết mắt tôi rồi, tôi không thấy đường luôn á. Ok, không sao. Tiếp tục. Chắc là còn vài map thôi, không sao cả. Tính ra là vừa có video cho các bạn fan xem mà còn vừa gọi là tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe nữa. Quá hợp lý luôn, còn gì ăn đúng không các bạn? Rồi, may quá từ nãy giờ chưa té thêm phát nào. Chứ té thêm chắc là tôi khỏi chạy được luôn á. Lâu mồ hôi. Rồi, chạy tiếp nè. Ui, map này là mấy con gà hả? Ủa mà sao mấy con gà lại bơi ở bên dưới hồ ta? Bình thường vịt nó mới bơi thôi chứ sao con gà lại bơi? Ok. Nhảy. Ui, khó, mấy con gà này có bộ khó nha các bạn nha. Rồi toan rồi, tăng thêm một nấc nữa. Bây giờ đúng nghĩa là chạy vậy đó. Ok, nhảy tiếp. Ui, khó nha, cái đạn con gà này khó nha các bạn. Tăng thêm một nấc nữa. Trời ơi, bây giờ mình phải vừa chạy, mình vừa chơi như thế này thì làm sao mình tập trung được đây. No. Khó à. Ok, qua được một con nữa nè. Rồi, qua được thêm một con nữa rồi. No, té rồi. Tăng thêm một nấc nữa. Không sao cả. Bởi vì mình là ai? Mình là Phong Cận TV. Thôi xong rồi. Tăng thêm một nấc nữa. Ê, hay là giờ tôi chạy bộ luôn đi, tôi khỏi chơi game được mọi người. Bây giờ tôi chạy bộ thôi, tôi khỏi chơi game được không? Ok, không sao. Đảm đương quá. Nhảy nè. Ui, té rồi. Thôi dừng lại, không tăng được thêm nữa đâu. Dừng lại đi. Ê, mệt quá trời ơi. Mệt quá. Trời ơi là trời. Từ nãy giờ tôi đã chạy bộ được
20 phút. À không, chính xác hơn là 23 phút mấy bạn à. Vừa chơi game, vừa chạy bộ. Thôi được rồi, tôi nghĩ là tôi sẽ dừng video tại đây nha các bạn nha. Tại vì tôi chạy hết nổi rồi. Coi như là thử thách này, mấy bạn chấm cho tôi là tôi thắng hay là tôi thua, thì các bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới. Từ nãy giờ tôi cũng vượt qua được mấy map rồi đó, nên là mấy bạn nghĩ là tôi thắng được thử thách này hay là tôi thua thử thách này rồi thì các bạn hãy đừng quên comment xuống bên dưới nha. Còn bây giờ thì tôi nghĩ là tôi sẽ kết thúc video tại đây đi. Không nói nhiều được nữa đâu, mệt quá rồi. Bye bye mọi người nha, bye bye. Hello team, hello team.